Thành Danh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Minh. Hiện tại Thành Danh đang có mặt trên con đường Thới Thanh Thôn 11A và hướng vừa rồi Thành Danh qua đó chính là đường đi ra Trần Thị Bốc anh chị. Còn hướng này thì đi ra đường Đặng Thúc Vĩnh nha, Đặng Thúc Vĩnh. Đường hiện tại đang là đường 8m, xe hơi xe tải là đi thoải mái anh chị. Hôm nay Thành Danh chào đến quý vị anh chị một căn nhà, một trệt một lửng, hai mặt tiền nha. Một mặt tiền phía trước của nó là đường Thới Thanh Thôn 11A và một mặt tiền hiểm nha anh chị. Đường hiểm. Đường hiểm này thì đi thông nha. Đi thông ra đường Đặng Thúc Vĩnh nha anh chị. Đây. Nhà mình thì có kết cấu là một trệt một lửng. Chủ thiết kế rất là nhiều cửa sổ anh chị, giúp cho căn nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn. Lấy ánh sáng, lấy nắng và lấy gió anh chị. Nhà mình thì có cái diện tích là 30 m vuông. Mặt tiền là ngang 3 m anh chị, ngang 3 m, dài 10 m. Chủ thiết kế là hai lớp cửa sắt để bảo vệ cái nhà của mình chị, giúp cái nhà mình được chắc chắn hơn nha. Tiếp đến là cái một cái không gian phòng khách. Phòng khách này thì chủ làm khoảng dài khoảng 6 mét vậy. Ở trên này là tầng lửng nha, tầng lửng. Ở trên đó thì có hai phòng chị, tầng lửng có hai phòng. Cái nhà này thì sổ đó chung nha anh chị. Chủ đang chặt tiền nên bán gấp với cái giá là 1.650.000 thương lượng nha anh chị. Đúc một trệt một lửng. Mặt tiền đường Thới Thanh Thôn 11A nha. Ở trong phòng khách thì chủ có hai trang trí hai bức tranh chị, hai bức tranh rất là đẹp nha. Bức tranh bên này là mã đá thành công này. Căn nhà của mình này kết cấu là có một phòng khách anh chị, một phòng khách, một phòng ăn, hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ nha. Và đây là nhà vệ sinh dưới tầng trệt nha anh chị. Nhà vệ sinh rộng khoảng hơn 1 mét nha anh chị. Đây là phòng ăn. Mặt bếp là bằng đá hoa cương. Có bồn rửa chén sẵn đó anh chị, chủ thiết kế sẵn rồi nha. Ở trên có tủ bếp làm bằng nhôm nha anh chị, làm bằng nhôm. Chủ thiết kế là một màu trắng giúp cái căn nhà mình nó nổi bật hơn anh chị. Gạch thì chủ lát keo lên khoảng 1m8 nha, 1m8. Nhà bếp thì nó có một cái cửa sổ anh chị, lấy sáng lấy gió nha. Và đây là cầu thang đi lên tầng lửng nha anh chị. Tay nắm là bằng gỗ nha, là bằng gỗ, gỗ vuông, rất là sang trọng nha anh chị. Ở dưới thì thiết kế một cái đèn cầu thang anh chị. Đây, Thành Danh mời anh chị mình cùng lên tầng lửng tham quan nha. Ở trên này thì nó có hai phòng ngủ anh chị, hai phòng ngủ. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên trên tầng lửng nha anh chị, có cửa sổ luôn, có lan can anh chị. Anh chị nào muốn làm một cái phòng thì mình về mình dựng một cái tấm alu lên nha, nó sẽ ra một cái phòng nha, gắn máy lạnh, mắc rờ rợ luôn. Cửa thì chủ làm cửa cửa kéo, cửa lùa, cửa nhôm nha, cửa lùa. Tiếp đến sẽ làm một cái không gian nhà vệ sinh trên tầng lửng. Nó cũng giống với cái tầng trệt vậy, cái nhà vệ sinh giống tầng trệt nha. Ở trên này làm bằng la phong, la phong màu xanh. Và đây là không gian phòng ngủ thứ hai trên tầng lửng. Cái phòng này thì rộng hơn anh chị. Căn nhà của mình thì quy hoạch là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Khu dân cư hiện hữu. Bên này thì chủ có thiết kế một cái cửa sổ anh chị, cửa sổ lấy sáng lấy gió luôn nha. Và Thành Danh xin thông tin lại cái nhà mình cho quý anh chị mình thêm một lần nữa nha. Đó là diện tích của nó là 30 m² anh chị, 30 m². Mặt tiền là 3 m, dài là 10 m. Kết cấu là một trệt một lửng, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng ăn. Pháp lý là sổ đỏ chung, mua bán công chứng quy bằng nha anh chị. Chủ đang kêu với cái giá là 1.650.000 thương lượng nha. Anh chị nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên hệ với số điện thoại là 0903294579 để được tư vấn pháp lý và dẫn đi xem nhà trực tiếp nha. Và tiếp theo Thành Danh mời quý vị anh chị mình cùng đi xem quy hoạch của căn nhà này nha. Xin cảm ơn. Và đây là thông tin quy hoạch lô đất của mình nha anh chị. Đây, phần đất của mình nằm trong cái ô đây nha anh chị. Do là sổ chung cho nên là nó chưa cập nhật cái phần đất của mình nha. Đây hai mặt tiền anh chị. Đây. Đây là mặt tiền đầu tiên anh chị, mặt tiền 3m của nó là nằm trên đường Thới Thanh Thôn 11A anh chị, lộ giới 16m nha. Và một mặt tiền bên hông. Thới Thanh Thôn 11C2, lộ giới 8m. Đường này thì đi thông nha anh chị, đi thông nha. Đây. Thành Danh nói đi thông nha anh chị. Đã giới thiệu trong clip là đi thông. Quy hoạch là khu dân cư nha anh chị. Đây click vào đây, click vào Thanh Danh đây. Đất nhỏ
Đất nhà ở hiện hữu nha chị, đất nhà ở hiện hữu. Đây. Cái con đường đây đi ra đường Đặng Thúc Vĩnh nha chị. Đây ra Đặng Thúc Vĩnh này. Còn đi ra 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 đường Trần Thị Bốc nha chị. Trần Thị Bốc đây. Đi ra đây là đường Quang Trung nha. Quang Trung. Đây là ngã ba chùa nha chị. Đây Đặng Thúc Vĩnh này. Đây Tô Ký này. Đây đường Quang Trung anh chị. Đây chợ Hóc Môn nằm chỗ đây nha. Gần sát chợ Hóc Môn luôn. Rồi đây là ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Ở dưới đây là bệnh viện Hóc Môn anh chị. Đây, bệnh viện Hóc Môn nằm chỗ đây nha. Đây đường Bà Triệu. Đây đường Song Hành anh chị, Song Hành đây. Quốc lộ 22 đây. Hướng này đi về Củ Chi nha anh chị. Còn hướng này đi về ngã tư An Sương. Từ đây đi về ngã tư An Sương khoảng 7 km đó chị, 7 km nha, thuận tiện. Và tiếp theo thành danh mà anh chị mình cùng thành danh nhìn từ trên Google Maps xuống nha. Google Maps đây anh chị, định vị nha. Đây cái căn nhà mình đây anh chị, thành danh đã đánh dấu rồi. Đây 3 x 10 Thới Tam Thôn nha, tại Thới Tam Thôn. Đây là con đường Thới Tam Thôn 11A nè anh chị. Đây mặt tiền nha. Đây đường thông này, trên Google Maps có thể hiện nha anh chị. Đây ra ra đường Trần Thị Bốc nè chị. Trần Thị Bốc đây. Trần Thị Bốc nha. Đây đường Quang Trung nè anh chị. Quang Trung đây. Đây là ngã ba chùa Đặng Thúc Vĩnh nè anh chị. Đây đường đó nha, đi thông ra Đặng Thúc Vĩnh nha. Đây là Tô Ký nha. Tô Ký. Đây chợ Hóc Môn anh chị, chợ Hóc Môn đây. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Đây đường Lê Thị Hà anh chị, Lê Thị Hà đây. Còn đây đường Bà Triệu nha. Nhà mình thì nó gần trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt anh chị. Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, trường tiểu học Thới Tam. Rất là đầy đủ tiện nghi nha. Anh chị này đang xem video trên kênh Bất Động Sản của mình thì nhớ cho Quang Minh và Thành Danh một like nha. Một like, một lượt đăng ký và kèm theo đó và bật cái chuông thông báo lên để cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trên kênh Bất Động Sản Quang Minh nha anh chị. Kênh Bất Động Sản Quang Minh thường đăng video vào lúc 6:30 mỗi tối nha. Thành Danh xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị đã xem video trên kênh Bất Động Sản Quang Minh. Chúc quý vị anh chị một ngày thật là vui vẻ và làm ăn phát đạt trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.